Đỉnh cao của dỗi mát là gì? Là trả thù ngấm ngầm các bạn. Các bạn biết thế nào là dỗi mát không? Dỗi mát ấy là ví dụ mình nói anh ơi, hôm nay mình đi đi ăn đi. Chồng hái sẽ nói như này: ô đi ăn gì? Ở nhà cho nó sạch sẽ, nó tiết kiệm. Wow, điều gì xảy ra với một người dỗi mát? À, trong lòng tan nát rồi, bắt đầu suy diễn, chán, có không ạ? Sau đó thì không thuyết phục nữa các bạn, không nói nữa, hận trong lòng, giữ trong lòng, xong mặt nặng mày nhẹ, khó chịu. Bởi vì tôi đã đưa ra rõ ràng như thế mà anh không đáp ứng là tôi tức rồi. Nhưng mà thời gian đầu hai sẽ bật, sẽ phản kháng, sẽ nói không đi thôi. Có phải đấy không ạ? Không thích đi thôi, lắm chuyện. Mới lại cái đồ keo kẹt này khác đúng không? Là mình phải nói ra bằng mồm. Sau này rút kinh nghiệm hơn, không nói nhưng thái độ, có không ạ? Cái người dỗi mát ấy, đỉnh cao của dỗi mát là gì? Vẫn cười ạ, không đi thôi, nhưng trong lòng chết, tức lắm rồi đấy, hận lắm rồi đấy, có không ạ? À, cứ hận trong lòng ấy. Đặc biệt những ngày mà ngày lễ 20 tháng 10 ấy, không tặng quà cho mình, hận lắm, tức lắm, có không ạ? À, nhưng mà dỗi mát không nói ra đâu nhá. Đỉnh cao của dỗi mát ấy, là trả thù ngấm ngầm các bạn. Và điều gì xảy ra khi mà chồng Hà Anh là một người, trong quá khứ là một người mà nóng tính. Anh ấy cũng nóng tính á, nhưng mà anh ấy có tính rất là tiết kiệm. Đối với anh ấy, ngày lễ mà tặng hoa là một điều rất là điên rồ. Vì sao? Quá đắt. Trời ơi, như phụ nữ đặt ra một câu hỏi là: trời ơi, vào ngày 20 tháng 10, mùng 8 tháng 3, ngày Valentine, người ta bán hoa đầy đường kia kia, kiểu gì mình có một bó. Mà có phụ nữ không biết là thế nào, nhưng mà có một cái kỳ cục thế này: tiền trong tay mình, à, nhưng muốn chồng phải mua, có không ạ? À, chồng hàng tháng vẫn đưa tiền về, nhưng muốn anh không cần biết, phải tự mà mua hoa về. Không có, dỗi, có không ạ? Đàn ông đưa hết rồi, còn đâu nữa mà mua. Cái thứ hai, ngày lễ ta còn phải đi làm. Cái ngày đàn ông họ tư duy thế này: người ta chỉ bắt đầu nghĩ về tương lai khi họ cưới vợ thôi. Và đàn bà thì ngừng nghĩ về tương lai sau khi chốt sale chồng. Có phải không ạ? Đàn bà là gì? Trước khi mà lấy chồng sẽ đặt ra hàng trăm câu hỏi: ai sẽ là chồng mình nhỉ? Mình sẽ lấy ai nhỉ? Cuộc sống sẽ thế nào nhỉ? Hỏi nhiều lắm, đến khi cưới hỏi khỏi hỏi luôn. Có không ạ? Nhưng mà đàn ông lúc thanh niên họ chơi bời, họ có thể ăn uống, họ có thể chẳng giữ tiền đâu, chẳng lao động nghiêm túc đâu. Nhưng khi mà kết hôn xong, họ sẽ làm hùng hục, họ sẽ hy sinh, họ không có khái niệm gì về ngày tháng cả. Họ chẳng quan tâm đến ngày lễ cưới hay gì, họ chỉ nghĩ rồi đã lấy người phụ nữ này là phải có trách nhiệm với họ, phải kiếm tiền, phải nuôi vợ, phải nuôi con cơ. Nhưng mình làm, vẫn phải nghĩ đến em, vẫn phải có quà, đồng ý ạ? Có thế mà em mới biết là anh đang rất yêu em. Anh không tặng, anh hết yêu em rồi, có không ạ?